Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 23 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật hình sự. Tổng kết và dự kiến sửa đổi bổ sung thay thế thực hiện nghị quyết số 119 120 của Hội đồng nhân dân tỉnh. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng nay phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã xem xét dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự. Theo tờ trình, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 để thống nhất việc vận dụng các quy định của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh thực hiện cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, dự thảo nghị quyết giải thích khoản 1 điều 289 Bộ Luật Hình sự năm 2015 như sau. Hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 điều 289 Bộ Luật Hình sự được hiểu bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tương lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh. Thảo luận tại phiên họp, bày tỏ nhất trí cao với tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu cho rằng theo lộ trình Việc thực thi cam kết của Việt Nam tại hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương với vấn đề này là từ năm 2022. Do vậy, việc chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết tại thời điểm này là hợp lý. Các đại biểu cũng nhất trí cao với thời điểm có hiệu lực thi hành của nghị quyết là từ ngày 14 tháng 1 năm 2022 với 100% đại biểu tán thành. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ bổ sung hai dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Chiều nay, ngày 23 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết số 119, nghị quyết số 120 của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự kiến sửa đổi bổ sung thay thế hai nghị quyết này. Dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Việc triển khai nghị quyết số 119 2019 quy định về mức phụ cấp đối với từng chức danh, tổng số lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh và nghị quyết số 120 2019 quy định về mức phụ cấp bồi dưỡng kiêm nhiệm hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc của bản, thôn xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua đã đảm bảo phù hợp với quy định tại nghị định số 34 2019 của chính phủ và điều kiện thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Qua đó giúp tiết kiệm kinh phí, tinh gọn bộ máy chính quyền cấp xã và các tổ chức ở bản, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã bản, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng người hoạt động không chuyên trách. Tuy nhiên trong quá trình triển khai hai nghị quyết, một số quy định đã không còn phù hợp như việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở bản, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào công việc ở bản. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội như hiện nay còn thấp so với yêu cầu công việc, khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục lập, thanh toán, quyết toán để chi trả mức bồi thường cho người trực tiếp tham gia các công việc của bạn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi nghị quyết số 119 và nghị quyết số 120 của Hội đồng nhân dân tỉnh do không còn phù hợp với tình hình thực tế sau 2 năm triển khai thực hiện nhất trí với phương án đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế nhằm kịp thời hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã bản hoạt động hiệu quả trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Chúng ta nghiên cứu theo cái hướng là hỗ trợ cho ba cái chức danh bí thư trưởng bản mặt trận tổ quốc là khoảng 2,85 đều nâng mức cả cho các đồng chí chúng ta gần tiệm cận với cái việc là nghị định 34 quy định là 3 hoặc là 5. Đấy. Thế và chúng ta cũng thống nhất với nhau là không phân loại bản nữa vì cái 120 chúng ta đã phân loại tốt rồi thì giữ lại như thế để cho ổn định. Loại một loại hai loại ba như thế là đang ổn định. Và lý do vì sao lân vì là đợt này chúng ta đang tập trung cho các cái công tác đặc biệt là công tác phòng chống covid cần phải quan tâm đến cán bộ cơ sở với ba chức danh khác như là công an viên bản đội trưởng và y tế thì đề nghị các đồng chí là thực hiện theo các nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Nghị quyết 119 và 120 sau khi sửa đổi bổ sung dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành vào tháng 1 năm 2022. Sáng nay, ngày 23 tháng 11, Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội thảo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đã đề cập đến việc góp ý sửa đổi, bổ sung toàn diện, đồng bộ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong đó, nhiều ý kiến đề nghị hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện hiệu quả hiện thực hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, hội thảo ghi nhận ý kiến đề xuất sửa đổi hiến pháp năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra trong giai đoạn mới. Sáng nay Ngày 23 tháng 11, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo 32 về xây dựng và thực hiện đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở đã chủ trì phiên họp ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy cùng các thành viên ban chỉ đạo 32 của tỉnh thực hiện đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã phường thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ban chỉ đạo 32 đã thành lập 6 đoàn giám sát do các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng các ban đảng làm trưởng đoàn. Kết quả giám sát cho thấy các huyện ủy, thành ủy đã kịp thời ban hành và tổ chức triển khai đề án đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên thường xuyên lãnh chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, chấn chỉnh thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số địa phương đã thực hiện tốt chủ trương bố trí bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân các cấp đã tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức chính trị xã hội cơ sở đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở tham luận tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cũng cho rằng việc thực hiện đề án đã góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng tại cơ sở củng cố niềm tin của đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân tuy nhiên việc thực hiện đề án có nơi có lúc còn chưa đầy đủ cụ thể việc nắm bắt tâm tư của cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân ở một số tri bộ có thời điểm chưa kịp thời các đại biểu cũng thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục triển khai đề án có hiệu quả trong thời gian tới Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo trong thời gian qua, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục bám sát cơ sở, hướng dẫn các đảng bộ chi bộ bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, từ đó nâng cao hơn năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở. Đối với những khó khăn vướng mắc, đề nghị ban tổ chức tỉnh ủy tổng hợp những ý kiến đóng góp trình ban thường vụ xem xét. Ban tuyên giáo tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa nghị quyết, đề án đến cán bộ đảng viên, đặc biệt là tại các tri bộ cơ sở ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Sáng nay, ngày 23 tháng 11, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thành phố, thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của chuyển đổi số. Chuyển đổi số là cuộc chuyển đổi toàn diện từ không gian thực lên không gian số. Chuyển đổi số tác động sâu rộng bao trùm lên tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế xã hội như chuyển đổi số ngành giáo dục sẽ đổi mới cách thức giảng dạy truyền thống hướng tới phổ cập hóa và cá nhân hóa dịch vụ học tập suốt đời tới từng người học chuyển đổi số y tế sẽ cho phép người dân thông qua các nền tảng số tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất 24 trên 7 từ những bác sĩ giỏi nhất, giải quyết vấn đề giảm tải cho các cơ sở y tế. Còn có rất nhiều ví dụ khác về các ngành lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi số. Hay như tại cuộc họp này, các ngành thành viên dự họp sẽ nghiên cứu tài liệu trên nền tảng số, rút ngắn quy trình thông qua các văn bản tiết kiệm về thời gian và chi phí cho mỗi cuộc họp bằng mô hình phòng họp không giấy, ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin. Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Do vậy, sau khi kiện toàn ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từng ngành, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 17/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số của tỉnh Sơ La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Ban chỉ đạo cần tham mưu giúp ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai đề án nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Sơ La giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai các nhiệm vụ của đề án nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh xây dựng đề cương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vai trò của người đứng đầu về chuyển đổi số đề xuất các chủ trương chiến lược cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện quy trình hoạt động phối hợp của các cơ quan nhà nước chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tư nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo thu hút nhân tài đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chiều ngày 22 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ bản Cang Mường, xã Mừng Chanh, huyện Mai Sơn. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ, chi ủy chi bộ bản Cang Mường đã quán trị các chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên tới đảng viên, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, các ý kiến phát biểu thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao của mỗi đảng viên, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại cơ sở như sản xuất, phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị chi bộ bản Căng Mường tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường duy trì giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, nêu cao vai trò cấp ủy chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch COVID-19, gắn liền với thực hiện hai nhiệm vụ kép vừa lãnh đạo phát triển kinh tế, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế gắn với du lịch trải nghiệm về vùng quê cách mạng Mường Chanh, chú trọng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội địa phương. Ngày 22 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu họp đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là việc giả soát, cập nhật các trường hợp đi học, đi làm ăn xa trở về địa phương, hướng dẫn 100% các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký triển khai quét mã QR code tại nơi làm việc, chủ động phương án đảm bảo cơ sở vật chất cho quá trình dạy và học tại các nhà trường. Hiện tại, huyện Mộc Châu đang duy trì hoạt động một khu cách ly y tế tập trung tại trung tâm chính trị huyện với khả năng thu dung 40 người và chuẩn bị một khu thu dung điều trị cho F0 tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện với quy mô 190 giường bệnh. Công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng được khẩn trương triển khai. Đến nay, toàn huyện đã tiêm được gần 74.000 liều vaccine, trong đó có trên 7.000 người đã tiêm đủ mũi 2. Các tổ lưu động thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, nhất là việc tập trung đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly tại nhà đã xử phạt nhiều trường hợp với tổng số tiền phạt trên 160 triệu đồng. Trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu sẽ đẩy mạnh triển khai đồng loạt việc thực hiện quét mã QR code tại các cửa hàng kinh doanh, chợ, trường học, công sở tiếp tục gia soát và tổ chức tiêm cho các trường hợp từ 18 tuổi trở lên, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi từ ngày 1 tháng 12 tới. Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 23 tháng 11 năm 2021 đã phát hiện 3 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân mã 1107038, giới tính nam, sinh năm 2004, địa chỉ bản Muông Mó, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, nghề nghiệp công nhân công ty Hòa Bình, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân mã 1107039, giới tính nữ, sinh năm 2000, địa chỉ bản Sơn Tra, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nghề nghiệp lao động tự do tại Đồng Nai. Bệnh nhân mã 1107040 giới tính nữ, sinh năm 2004, địa chỉ Bản Sơn Cha, xã Là Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nghề nghiệp lao động tự do tại Đồng Nai. Trong 3 bệnh nhân vừa phát hiện có một bệnh nhân là công dân trở về từ vùng dịch, được cách ly ngay khi về đến địa phương, vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. Tuy nhiên những người đi cùng xe có tiếp xúc gần có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Hai bệnh nhân là F1 của 4 bệnh nhân mã 1056089, 1056090 105 6091, 105 6092, xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17 tháng 11 năm 2021, từ vùng dịch về, được cách ly ngay khi về đến địa phương, vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng thấp. Như vậy, tính từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021, 12 trên 12 huyện thành phố trong tỉnh đã phát hiện mới tổng số 100 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh. Trong đó đã có 57 bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện, 43 bệnh nhân hiện đang điều trị. Thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Mã 1107038 mới mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày 23 tháng 11 năm 2021. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân đã đi đến ở địa điểm liên quan đến các mốc thời gian như sau. Nhà xe Hồng Kiêm biển kiểm soát 19B0562 xuất phát từ Đồng Nai về Hà Nội, biến xe miền Đông Sài Gòn, Phú Thọ, âm Thượng từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 đến khoảng 6 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Bến xe Mỹ Đình Hà Nội khoảng 6 giờ đến 8 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Xe khách biển kiểm soát 29B 31233 chạy tuyến Hà Nội Sơn La Mường La khoảng 8 giờ đến 14 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Quán cơm Tân Thảo, ngã ba Trường Giang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, khoảng 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2021. Điểm khai báo y tế thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, khoảng 14 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021. Xe buýt biển kiểm soát 26B00246 chạy tuyến Sơn La Thuận Châu Bình Thuận, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021 ngã ba Bản Ngà, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2021. Yêu cầu những người đã đến ở các địa điểm và thời gian nêu trên chủ động liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La, số điện thoại 02123 666 115 hoặc 0904 890 198 để khai báo và được tư vấn. Thông báo cho những người đã tiếp xúc gần với mình thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương. Ngày 23 tháng 11, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến với các tỉnh thành phố về tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung về những vấn đề chung về cải cách hành chính và chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ. Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Hướng dẫn triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ, trong đó tập trung vào 5 nội dung trọng tâm gồm công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện chương trình, ban hành kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo xây dựng các đề án cải cách hành chính quy mô quốc gia, công tác theo dõi, đánh giá tình hình kết quả cải cách hành chính, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, để có thêm nguồn lực trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mới đây trong chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri 6 xã vùng cao huyện Thuận Châu đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền về tiếp tục xem xét nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tại các xã vùng cao Pá Lông, Co Mạ, Mường Bám, É Tòng, Co Tòng, Long Hẹ của huyện Tuận Châu đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc huy động đóng góp của nhân dân để thực hiện làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa tại các xã còn rất hạn chế. Kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cái thứ nhất đó là điều chỉnh tăng cái mức hỗ trợ tại nghị quyết số 77 đối với xã vùng 3 từ 90% lên 95% đối với cái chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Còn nội dung làm đường bê tông hóa đường nội bản đường nội xã thì từ mức 55% lên tầm khoảng 60 đến 70% đối với cái mức hỗ trợ của bà con dân xã hội hóa trong làm đường bê tông nữa. Cùng với đó, cử tri các xã tiếp tục đề nghị sớm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cây con giống cho đồng bào dân tộc thiểu số theo nghị quyết số 88 của Quốc hội, đồng thời thu hút các nhà đầu tư vào phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến, quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, các công trình thủy lợi trên địa bàn. Qua kết tiếp xúc cử tri của Quốc hội, đã tổng xin kiến nghị thứ nhất là bị thủy lợi từ bản nà muông sau đến bản nà tòng chiều dài là 15 km. Thứ hai là ủy ban nhân dân xã kiến nghị với đại biểu quốc hội là làm đường bê tông từ trung tâm xã đến bản hồ đương. À, thứ hai nữa là kiến nghị là, là nước quan tâm hơn nữa là làm là trụ sở cho ủy ban nhân dân xã làm là việc. Để ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương, cử tri xã Co Tòng kiến nghị các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh địa giới hành chính các bản trên địa bàn xã theo biên bản thỏa thuận giữa huyện Thuận Châu và huyện Sông Mã, tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm sau đào tạo. Đề nghị Quốc hội, Ủy ban dân tộc, Quốc hội để quan tâm cho con cháu dân tộc nói chung và dân tộc Mông nói riêng xem xét giải quyết việc làm sau đào tạo đại học cao đẳng để các cháu có công an việc làm ổn định. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin tới cử tri một số chủ trương của Quốc hội, chính phủ trong định hướng phát triển kinh tế xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn, các hình thức hỗ trợ sản xuất nhằm tạo sinh kế lâu dài cho các hộ dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Cứ vào thứ Năm hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu sẽ có 100 suất ăn miễn phí dành cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây. Hoạt động này được Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thuận Châu và các nhà thiện nguyện thực hiện bắt đầu từ tháng 11 năm nay với mong muốn động viên chia sẻ phần nào khó khăn với những bệnh nhân nghèo. Đây chỉ là một trong rất nhiều những hoạt động hướng đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn được Hội Chữ Thập Đỏ các cấp vận động phối hợp với các đơn vị nhà hảo tâm tổ chức trong năm 2021. Chúng tôi có tổ chức những hoạt động mà chủ yếu là hỗ trợ cho bà con nhân dân ảnh hưởng của Covid. Chúng tôi có tổ chức những cái đợt mà À, tuyên truyền cho bà con về cách phòng chống dịch Covid như thế nào, rồi các hoạt động mà vừa tăng gia sản xuất vừa phát triển kinh tế nhưng đảm bảo được cái vấn đề mà phòng chống dịch của của tỉnh, thì các hoạt động của hội chữ đỏ tỉnh cũng xoay quanh những cái hoạt động đó. À, đồng thời là chúng tôi tổ chức những chuỗi hoạt động mà hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng của dịch Covid, ví dụ như là chúng tôi tổ chức các hội trợ để nhằm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng dịch Covid với những cái nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong năm 2021, thông qua những hoạt động cụ thể như trợ nhân đạo, phong trào tiết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, dự án Ngân hàng Bò đã có trên 48.000 lượt người được trợ giúp với tổng trị giá trên 26 tỷ đồng. Gia đình tôi là hộ nghèo, được Đảng và Nhà nước chăm lo tặng quà. Hôm nay tôi rất vui và xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ chúng tôi. Trong thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng hội chữ thập đỏ ngày càng vững mạnh, ứng phó kịp thời hiệu quả các vấn đề nhân đạo từ cơ sở, Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La cũng chủ động nỗ lực vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động của hội, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong những tháng còn lại của năm 2021 thì Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tập trung vào kêu gọi vận động nguồn lực để lo Tết cho bà con. Thì thường thường là mỗi năm chúng tôi sẽ lo từ 20 đến 26.000 xuất quà Tết cho bà con các dân tộc gặp khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách ở các vùng khó khăn của tỉnh Sơn La thì chúng ta sẽ phấn đấu là 19.000 xuất quà Tết trong năm nay được chuyển đến bà con. Bằng những việc làm thiết thực của mình, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã và đang khẳng định vai trò của mình trong công tác cứu trợ, giúp đỡ, góp phần giúp các hộ nghèo, những người không may gặp rủi ro vươn lên trong cuộc sống. Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Vân Hồ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc bố trí tổ chức công an xã chính quy và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ đã thông qua quyết định của Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy đối với 35 cán bộ chiến sĩ công an huyện được bố trí thực hiện nhiệm vụ tại 7 xã là Trường Yên, Trường Xuân, Xuân Nha, Mường Men, Tô Múa, Trường Khoa, Liên Hòa triển khai mô hình tổ chức mới của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Hồ với 35 cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội điều tra tổng hợp và quyết định bổ nhiệm phó trưởng công an huyện Vân Hồ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện cán bộ chiến sĩ được điều động bổ nhiệm đợt này bày tỏ quyết tâm không ngừng học tập rèn luyện trao dồi phẩm chất người chiến sĩ của nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Ngày 23 tháng 11, Công an huyện Thuận Châu cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn huyện Thuận Châu. Tại buổi lễ, lãnh đạo con tỉnh đã chuyển trao quyết định điều động bổ nhiệm cho 24 công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã. Hiện nay, 24 trên 28 xã trên địa bàn huyện đã bố trí đủ mô hình trưởng, phó, cán bộ con xã. Còn 4 xã là Phổng Lăng, Trường Ngàm, Bon Phạng, Bó 10 hiện đang thực hiện quy trình kiện toàn bố trí trưởng, phó, công an xã. Theo đó, trong đợt này, công an huyện Thuận Châu sẽ có 120 con chính quy được điều động về làm việc tại các xã. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. tin gió mùa đông bắc. Dự báo đêm 23 tháng 11 và sáng ngày 24 tháng 11 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến tỉnh Sơn La. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở tỉnh Sơn La không mưa, trời rét, vùng cao rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 13 đến 16 độ, vùng núi 9 đến 11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây không mưa, trời rét, vùng cao trời rét đậm, rét hại, độ ẩm 65 đến 97%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 14 đến 20 độ. Thành phố Sơn La 14 đến 19 độ. Mường La 15 đến 22 độ. Mai Sơn 14 đến 19 độ. Yên Châu 15 đến 20 độ. Sông Mã 15 đến 20 độ. Bắc Yên 12 đến 17 độ. Phú Yên 15 đến 20 độ. Mộc Châu 8 đến 16 độ. Sốc Cộp 15 đến 20 độ. Vân Hồ